Hà Nội đang triển khai kế hoạch thanh tra và giám sát các địa bàn và vị trí công tác có nguy cơ xảy ra lãng phí và tiêu cực. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch số 246 KHUBND nhằm thực hiện chỉ thị số 27 CTTV kép của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Kế hoạch tập trung vào 5 nội dung chính, phổ biến và quán triệt công tác tiết kiệm, ra soát và hoàn thiện quy định pháp luật, xây dựng và triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, kiểm tra và giám sát công tác thực hành tiết kiệm và phát huy vai trò giám sát của nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị giả soát, hoàn thiện các quy định pháp luật, đặc biệt là trong các lĩnh vực dễ xảy ra thất thoát như đấu thầu, đấu giá, quản lý đất đai và tài sản công. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng cần được điều chỉnh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tài nguyên. Ngoài ra, kế hoạch nhấn mạnh việc công khai, minh bạch ngân sách nhà nước, ứng dụng công nghệ trong quản lý và tinh gọn bộ máy chính trị. Việc tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra sẽ được thực hiện ở các lĩnh vực và địa bàn dễ xảy ra tiêu cực nhằm đảm bảo hiệu quả của các chính sách tiết kiệm và chống lãng phí